Thì mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu A nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu A để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây để tiện cho việc buôn bán. Thì hàng ngày kênh sẽ cố gắng quay và cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video á, có biết giá ớt, có bán ớt hay là biết có giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha. Mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng hơn nha các bạn. Thì nói chung thì cập nhật giá hàng ngày thì cũng có thể chênh lệch giá ớt ở một số vùng, một số nơi, cũng tùy theo nơi, tùy theo ớt mà có giá cả khác nhau, ớt tốt, đẹp, xấu mà có giá cả khác nhau thì có thể chênh lệch nơi mà quý anh chị và các bạn đang buôn bán. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn mình cũng thông cảm. Quay trở lại tình hình giá Chỉ Thiên, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2023. Thì thương lái ở đây có mua và trả giá tại khu vực Cồn Châu Ma ở Đồng Tháp. Thì với giá Chỉ Thiên, giá dao động tầm khoảng từ 22.000 cho đến 24.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì cụ thể thì thương lái mua ở đây với cũng là tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì chủ yếu thì em chỉ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma thôi các bạn. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Thì hiện tại ớt ở đây nó có nám và thối cháy rất là nhiều các bạn. Thì thường lái mua này cũng tùy từng ớt mà có giá cả khác nhau, thì nên là em chỉ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo thôi ha. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, sau này hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.